Hôm nay mình sẽ đi tìm hiểu cách giữ được cà phê nóng tươi ngon ngay cả khi mang đi cả ngày nhé. Em ơi, cho anh ly cà phê đen nha. Này mình pha máy nè em. Anh cũng thích uống cà phê pha máy mà uống nóng á. Mà tại công ty anh đi làm cũng xa ở đây, đựng nóng đâu còn được nóng nữa đâu. Không biết có cách nào pha nóng anh đi không ta? Thì giờ cái này uống không nóng thì nó có bình gì đó. Có cái gì đó còn tươi đen. Mình sẽ chiếc cà phê và đổ chậm luôn. Thì có gì sáng mai anh mang bình dưỡng nhiệt ra anh mua. Mà này anh đặt hàng trước rồi bên em pha sẵn trước hay là sao? Mà bên em có bán trên app di động hay gì không? Có thanh toán qua mạng luôn trên ứng dụng luôn ha. Đây có gì lát gì anh chuyển khoản. Cái này em xài ống hút rồi có thân thiện môi trường không vậy? Bao nhiêu cho anh gửi tiền? Các bạn thấy như thế nào? Rất hay đúng không nào? Để lại ý kiến cho mình biết thêm nhé!